Băng Hỏa Mai Chu tập 64-65. Vì muốn biết người đánh bại sư phụ của mình là ai, nên Niệm Băng đã đồng ý với đề nghị khiêu chiến nấu ăn của Chu Thần Tử Tù. Khi nào chiến thắng thì lão sẽ tiết lộ danh tính kẻ thù cho hắn biết. Cha Cực từng nói với Niệm Băng về Chu Thần Tử Tù. Lão ta ngoài biết chơi mấy ngón Thúy Mộ Đoan Ngưng với Sinh Tử Hoàn Luyện Trọng Ưng Thủ ra thì còn có rất nhiều ý tưởng có được từ chuyện tình cảm. Niệm Băng liên tục tầng bốc, đề cao món ăn của lão xứng đáng đứng đầu ngũ đại chủ thần của Ngưỡng Quang Đại Lục. Những lời này làm cho lão ta cực kỳ đắc ý. Lão đưa ra yêu cầu khi nào hắn thắng được đào pháp Thúy Mộ Đoan Ngưng của Tử Thành Mộng và thủ pháp Trọng Ưng Kiếm của anh trai nàng là Tử Thành Kiếm thì sẽ cho Niệm Băng cơ hội để khiêu chiến mình. Niệm Băng được bổ nhiệm tạm thời đảm nhiệm chức vụ giáo viên đao công ở trường, coi như là tích lũy kinh nghiệm. Tử Thành Mộng và Tử Thành Kiếm đi vào, chủ thần Tử Tu yêu cầu Tử Thành Kiếm đưa Niệm Băng đi làm quen với phòng giáo viên hệ chủ nghệ. Bây giờ đệ tử của Cha Cực xuất hiện, lão đoán rằng giới chủ nghệ chắc chắn sẽ không được thái bình nữa, nhưng cũng quả thực nên thay đổi thế hệ mới rồi. Niệm Băng được dẫn tới lớp học, được giới thiệu với mọi người và được yêu cầu trổ tài đào pháp cho mấy đứa ở trong lớp xem để chúng mở mang tầm mắt. Để bọn họ nhìn xem thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Đám học sinh trong lớp bắt đầu bàn tán xôn xao, cho rằng hắn còn trẻ như vậy, làm sao đủ tài năng để làm lão sư. Thanh Mộng đi tới, vì ban nãy nhận lấy trận thua nên nàng ta muốn so tài đao công với Niệm Băng một lần nữa. Niệm Băng không đồng ý, nàng ta nghe vậy liền lên cao giọng cho rằng hắn nhát như vậy mà cũng dám đòi khiêu chiến với chủ thần Tử Tù, đứng đầu ngũ đại chủ thần sau. Niệm Băng chần chừ một lúc, ban nãy lão ta từng nói rằng phải thắng được hai anh em họ thì mới đồng ý thi đấu. Thế là Niệm Băng liền muốn nhân cơ hội này giành lấy một vé chiến thắng Tử Thành Mộng. Vừa vặn đây cũng là cơ hội tốt để có chỗ đứng trong học viện Lan Mộng. Nàng ta bắt đầu trổ tài đào pháp, xuất võ kỹ Thúy Mộ Đoan Ngừng, sau đó bắt đầu múa dao cắt củ cà rốt thành rất nhiều miếng nhỏ mỏng hơn tờ giấy, bay lơ lửng trên không trung. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trên củ cà rốt mà đã xuất hiện được 88 đao, điều này làm Niệm Băng cũng phải ngưỡng mộ. Đến lượt nam chính, cánh tay hắn vung nhanh như chớp, liên tục điều khiển thanh đao trên tay cắt qua cắt lại, tốc độ cực kỳ nhanh. Mọi người quan sát hoàn toàn không thể đếm được hắn đã xuất ra bao nhiêu nhát đao, nhưng bấy nhiêu đó chỉ mới là mở màn. Lần này hắn muốn thi triển tuyệt kỹ Cẩm Tự Hư Dũ cho Tử Thành Kiếm và mọi người xem. Mỗi nhát đao mà hắn tung ra đều y hệt nhau và khả năng khống chế đao quá chuẩn xác. Chỉ vài hơi thở, Niệm Băng đã khắc xong, củ cà rốt đã bị cắt thành một tấm vải. Điều đặc biệt là hắn có thể khắc lên trên tấm vải lại rất nhiều chữ y hệt nhau, chính xác tới hoàn hảo. Cả đám chứng kiến kỹ thuật này cũng phải thán phục. Niệm Băng cho biết, đao pháp của hắn được tạo ra từ thuật cắt giấy của đế quốc Băng Nguyệt, lấy chữ làm chính để thể hiện sự hoàn mỹ của những con chữ. Cà rốt không tính gì, nhưng đao pháp Cẩm Tự Hư Dũ trên bề mặt mềm mới có thể thể hiện được hết điểm tuyệt diệu. Tử Thành Mộng chủ động nhận thua, thủ pháp của mình hoàn toàn không thể tuyệt diệu bằng thủ pháp của Niệm Băng. Bản thân nàng bây giờ mới hiểu lý do vì sao Cẩm Tự Hư Dũ lại luôn đứng trước Thúy Mộ Đoan Ngừng. Lớp học kết thúc, Niệm Băng vừa đi vừa suy ngẫm, vô tình hắn gặp một ông lão đang quét lá ở hành lang. Ông ta chỉ nói vu vơ vài câu nhưng lại khiến Niệm Băng ngộ ra được phương pháp tu luyện mà mình đang bế tắc. Mọi người tu luyện chỉ nghĩ tới việc mạnh lên, chứ việc cơ bản thì lại không chịu làm. Hắn biết bản thân mình dạo gần đây đã quá mong mỏi theo đuổi ma pháp lực và quyền trục ma pháp mà đã quên đi việc luyện tập ma pháp lực cơ bản. Tử Thành Mộng và Tử Thành Kiếm dẫn Niệm Băng đi tham quan khoa võ kỹ. Đây chính là khoa lớn nhất của học viện. Chỉ có tòa số 8 là của khoa ma pháp. Sau một hồi chần chừ, hắn cũng tiết lộ mình vừa là chủ sư vừa đồng thời cũng là ma pháp sư. Cho nên, hắn muốn học thêm ở khoa ma pháp. Võ kỹ với chủ nghệ vốn có điểm tương thông, nhưng giữa ma pháp với chủ nghệ thì lại chẳng có liên quan, nên Thành Mộng rất tò mò muốn xem rốt cuộc trình độ ma pháp của hắn đã đi tới đâu. Về phía phượng nữ, nàng ta đang trải qua cuộc thí luyện. Đang ngồi nghỉ ngơi và nhớ tới Niệm Băng thì đột nhiên có rất nhiều ám khí lao tới đánh lén. Kẻ làm chuyện đó là hai gã đàn ông trung niên. Đối mặt với một thiếu niên thiên tài của phượng tộc, bọn họ nhanh chóng bị ăn hành. Bị phượng nữ cho một chưởng bay thẳng vào vách tường nằm bất tỉnh. Hóa ra người đánh lén là người của phượng tộc, phái ra để khảo nghiệm phượng nữ. Nàng biết rằng chiến đấu là chiến đấu, kẻ địch sẽ không nương tay, vậy nên nàng cũng sẽ chiến đấu hết mình. Tên còn lại nhanh chóng bị đá bay từ trên lầu xuống dưới đất. Phượng nữ ngưng tụ lực lượng và thành kiếm rồi lao xuống tấn công. Tên kia ngưng tụ một lớp lá chắn bảo vệ, nhưng lá chắn lại quá yếu ớt, nhanh chóng bị xuyên thủng và bị đánh một chưởng bất tỉnh. Lúc này, thể lực của phượng nữ cũng đã suy yếu. Đây đã là lần tấn công thứ 3 trong ngày rồi. Chiến đấu liên tục như vậy khiến thể lực nàng bị suy yếu.
Nhưng còn chưa kịp tìm nơi kín đáo để khôi phục thể lực thì đợt công kích tiếp theo lại tới. Nàng lao tới tấn công lão xa chặn đường, ông ta là trưởng lão của phượng tộc, thực lực rất mạnh, chỉ cần dùng nắm đấm đã ngăn cản được mũi kiếm của phượng nữ. Sau đó đẩy lui nàng ta về sau. Ông ta bắt đầu ngưng tụ một thanh kiếm siêu to khổng lồ, đồng thời yêu cầu nàng ta lấy ra bản lĩnh thực sự, nếu không thì hôm nay sẽ phải nằm xuống đất mẹ đấy. Phượng nữ triệu hoán phượng hoàng lửa ngăn cản, sau đó sử dụng cửu ly đấu khí tấn công ngược lại. Trong lúc hai người đang giằng co thì phe địch xuất hiện thêm một người trưởng lão nữa. Ông ta đột nhiên xuất hiện tấn công, cũng may phượng nữ kịp thời xoay sở ngăn cản công kích. Niệm Băng được dẫn tới khoa ma pháp, vừa đi vừa nghĩ tới phượng nữ. Hắn cũng thắc mắc không biết lần sau gặp lại, thực lực của nàng sẽ tiến triển tới bậc nào. Niệm Băng cũng cảm nhận được khí tức ma pháp ở học viện Lan Mộng thực sự rất mạnh, đủ để so với công hội ma pháp sư của Băng Nguyệt Đế Quốc. Có một tiếng quát ở trong phòng, đó là giọng nói của chủ nhiệm khoa ma pháp. Ông ta được công nhận là ma đạo sĩ mạnh nhất trong lịch sử. Niệm Bằng có được tiến vào khoa ma pháp hay không đều phải xem hắn thông qua được bài khảo hạch của ông ta hay không. Nghe tiếng động bên ngoài cửa, ông ta lập tức ném ra ngoài một quả cầu lửa. Niệm Bằng nhanh tay dùng băng pháp để chặn lại. Tuy chỉ là hỏa cầu thuật cấp 2 nhưng lại khiến cho hắn chật vật ngăn cản. Hắn không ngờ hỏa cầu thuật lại có thể biến hóa cực kỳ linh hoạt. Nếu đó là ma pháp cấp cao thì e rằng hắn đã chịu thua. Từ Thanh Kiếm cho biết nếu hắn có vấn đề gì về tu luyện thì cứ hỏi ông ấy. Ông ấy không trả lời được thì những người khác cũng sẽ không trả lời được. Nhờ vào việc phá giải được hỏa cầu thuật nên Niệm Băng đã được gọi vào bên trong. Lão già có bộ dạng thấp bé này là Hắc chủ nhiệm, tên là Hắc Dạ. Hắc Dạ đưa ra yêu cầu khảo nghiệm. Hắn chỉ cần dùng ma pháp hệ băng cấp 2, nếu phá được hỏa diễm thuật cấp 1 của ông thì xem như qua ải. Trên lý thuyết thì nam chính đang chiếm được rất nhiều lợi thế, không những sử dụng ma pháp khắc hệ mà cấp độ cũng cao hơn. Nhưng bản nãy hắn đã thử qua lực khống chế ma pháp lực của Hắc chủ nhiệm, nên hắn biết khảo hạch tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Thấy Niệm Băng thì triển ra ma pháp băng đạn vụ cấp 3, lão ta lập tức ngăn cản. Niệm Băng cũng biết điều này, hắn chỉ cần không phát động công kích cùng lúc thì không được tính là mưa đạn, cho nên chiêu thức này thì vẫn chỉ là ma pháp cấp 2 mà thôi. Hắc chủ nhiệm dùng hỏa cầu giãn để khống chế băng ma pháp, lực khống chế của lão ta cực kỳ thuần thục, khiến cho nam chính thán phục, nhưng hắn nhất quyết không chịu thua. Niệm Băng xuất ra một quả cầu băng, nó bay lượn một vòng xung quanh Hắc chủ nhiệm rồi biến thành một mũi tên. Chỉ trong thời gian ngắn, Niệm Băng đã có thể thay đổi phương hướng và tốc độ tới 7 lần. Nhưng cho dù có biến hóa như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần mục đích giống nhau thì đều bị ông ta ngăn cản. Niệm Băng dồn hết sức điều khiển mũi tên, thành công phá tan hàng phòng ngự. Chưa kịp để ông ta xoay sở thì hắn đã tung thêm một đòn công kích nữa. Thế là Hắc chủ nhiệm phải sử dụng thổ thuộc tính, biến cơ thể thành một bức tượng. Nếu để công kích của Niệm Băng đánh vào mặt thì ông ta sẽ bị mất hết uy danh. Không ngờ Hắc chủ nhiệm cũng là ma pháp sư song hệ hỏa và thổ. Chuyển cảnh tới phượng nữ, dưới sự vây công của hai trưởng lão, nàng ta chỉ có thể đứng một chỗ tạo ra kết giới ngăn cản. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Rất nhanh, kết giới cũng bị phá tan, hai lão già lập tức xông lên tung trưởng. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, nàng nhớ tới Niệm Băng. Giữa nàng và hắn có hẹn ước nên nàng không thể ngã xuống tại đây được. Ý chí này làm cho phượng nữ bừng tỉnh, cơ thể bộc phát lực lượng. Huyết mạch phượng hoàng trong cơ thể bạo phát, bọn họ biết nàng đang chuẩn bị thăng cấp. Trải qua vài tháng thí luyện, thực lực của phượng nữ cũng đã đột phá tới cảnh giới vũ đấu xa. Nàng ta ngỏ ý muốn ra ngoài lịch luyện để mau chóng tăng thực lực đến cảnh giới võ thánh. Lão già phượng không cho biết, hiệu trưởng Tử Mộng của Lan Mộng học viện đã đạt tới cảnh giới võ thánh. Nàng có thể tìm thấy ông ta để rèn luyện, trùng hợp là Niệm Băng cũng đang ở trong Lan Mộng học viện. Lúc này Niệm Băng đã vượt qua vòng khảo thí của Hắc Dạ nên từ đây trở về sau, hắn chính thức trở thành học viên của khoa ma pháp. Tập phim đến đây là hết rồi, video cũng dừng lại ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé!